hành trình trên sự cố gắng tiến gần tới chiến thắng, chiến thắng trong tận thế tăng gánh vác cùng nhau tất cả kiên cường vượt khó ra bằng những vất vả, đoàn kết chinh phục tới qua hành trình với kết quả được hình thành từ đây chính thức chúng ta thỏa sức đam mê để vượt lên đỉnh đầu, cảm hứng phiêu lưu cuộc đời tới lần sau, nổ máy nhấn ga và trải nghiệm bắt đầu, sống cần thêm những sức mạnh tự tin và làm nổi bật phong phú. Ranger biểu tượng của mạnh mẽ phô, Ranger công hiến và chia sẻ phô, Ranger vươn vai và bẻ lái phô, Ranger tiến thẳng tới tương lai phô. Xem buổi công chiếu chương trình kỷ niệm 20 năm Ford Ranger tại Việt Nam, công bố hoàn thành giai đoạn 1 dự án mở rộng nhà máy Ford Hải Dương và chính thức khởi động sản xuất Ranger Việt Nam. Để mở đầu chương trình, xin kính mời ông Phạm Văn Dũng, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam có đôi lời phát biểu khai mạc chương trình. Xin chào quý vị, xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình trực tuyến kỷ niệm 20 năm Ford Ranger có mặt tại thị trường Việt Nam. Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2001, Ford Ranger đã vượt lên mọi định kiến về xe bán tải, chuyên chở hàng hóa để trở thành một người bạn đồng hành đáng tin cậy trên chặng đường chinh phục mục tiêu của mỗi chủ xe tại Việt Nam. Hơn cả một phương tiện di chuyển, Ford Ranger đang từng bước hoàn thành sứ mệnh của mình là khơi dậy nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho lối sống mới, kết nối sức mạnh của các chủ xe để kiến tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Sau đúng 20 năm có mặt trên thị trường nội địa với hơn 100.000 xe được đưa tới tay khách hàng trên toàn quốc, Ford Ranger Việt Nam sẽ chính thức được xuất xưởng từ nhà máy Ford Hải Dương, áp dụng quy trình lắp ráp toàn cầu của Ford Motor. Đây chính là kết quả đáng mong đợi đến từ việc hoàn thành giai đoạn 1 của dự án đầu tư nâng cấp mở rộng nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô Hải Dương trị giá 2.000 tỷ đồng được khởi động từ đầu năm 2020 của Ford Việt Nam. Việc đầu tư mở rộng và nâng cấp nhà máy Ford Hải Dương là một phần trong kế hoạch phát triển bền vững của Ford tại thị trường Việt Nam, khẳng định cam kết lâu dài của chúng tôi tại Việt Nam với công suất được nâng từ 14.000 xe lên 40.000 xe một năm cùng những nâng cấp tiên tiến về máy móc và dây chuyền sản xuất. Việc hoàn thành dự án mở rộng nhà máy Ford Hải Dương sẽ giúp chúng tôi đảm bảo nguồn cung, giảm thời gian cung ứng sản phẩm, chuyển giao công nghệ và phát triển đội ngũ nhân sự Việt Nam cũng như lắng nghe khách hàng tốt hơn. Bất chấp những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid toàn cầu lên nhiều ngành nghề trong nền kinh tế, những nỗ lực của Ford Việt Nam để mở rộng nhà máy sản xuất và bắt đầu với chiếc xe toàn cầu Ford Ranger, chúng tôi mong muốn sẽ đem đến cho khách hàng Việt Nam những sản phẩm ưu việt, an toàn và đa dụng với những công nghệ tiên tiến nhất trên toàn cầu. Bởi tại Ford, chúng tôi luôn chia sẻ một tầm nhìn về thế giới mà bất cứ ai cũng có thể tự do di chuyển và theo đuổi ước mơ của mình. Ford Ranger được chính thức xuất xưởng từ nhà máy Ford Hải Dương ngày hôm nay là niềm tự hào của đội ngũ Ford Việt Nam và các chuyên gia
đồng thời cũng là sự trân trọng với những hỗ trợ mà tỉnh Hải Dương luôn dành cho nhà máy của chúng tôi. Hot cam kết sẽ tiếp tục mang lại những giá trị tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hải Dương, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương, đem tới cơ hội phát triển cả về kỹ năng chuyên môn và trình độ cho đội ngũ nhân sự của tỉnh nhà thông qua việc chuyển giao công nghệ với các chuyên gia nước ngoài. Dù sẽ còn nhiều thách thức trong chặng đường tiếp theo, cột mốc 20 năm có mặt tại thị trường Việt Nam với những bước tiến lịch sử của Ford Ranger sẽ là động lực lớn để đội ngũ Ford Việt Nam tiếp tục cố gắng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng lại sự tin tưởng và yêu mến của người tiêu dùng Việt. Trucks have been the mainstay of work and business around the world for over 100 years. They are worldwide icons, and arguably, after the S-Series, there is no truck more iconic than the Ford Ranger. Ranger is versatile and efficient, and has built a reputation for being tough and capable in over 180 markets around the world, and in many countries, it is the best seller, including Vietnam. Đây là phân xưởng Body Shop, nơi mà cách đây 20 năm đã sản xuất ra những chiếc xe Ford Ranger đầu tiên tại Việt Nam. Chiếc xe đã mang lại rất nhiều cái thành công cho Ford. Một minh chứng rõ nét nhất là năm 2021 đã cán mốc chiếc xe thứ 100.000 đến tay khách hàng Việt Nam. Và sau 20 năm thì Ford Ranger quay trở lại lắp ráp tại Việt Nam với công nghệ hiện đại thuộc loại bậc nhất trong dây chuyền lắp ráp dạng Sicari bằng hệ thống robot công nghệ cao và một nhà máy sơn hoàn toàn mới hiện đại của Đức. Trong những năm vừa qua, chúng tôi đã đầu tư rất nhiều vào việc mở rộng nhà xưởng, nâng cấp các cái trang thiết bị. Tất cả cái sự đầu tư này nhằm tăng công suất và tăng cái chất lượng xe Ranger thì đáp ứng cái nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng Việt Nam. For us, the important thing is, you know, the vehicle actually, you know, has to represent the right sort of imagery for the customers, you know, definitely the way it looks and the way it makes people feel. From our understanding, you know, the popularity of Ranger, it is very distinctive in the market. I think that kind of toughness with the exterior blended in with the comfort and function of the interior really serves the customer really well in these markets. Ranger owners today enjoy exceptional towing and hauling capability, the choice of durable and fuel-efficient engines, and the latest driver technologies. We continue to listen to customers to ensure Ranger sets the benchmark in its segment. Tôi là người rất may mắn đã sở hữu chiếc xe Ford Ranger thế hệ đầu tiên lắp ráp tại Việt Nam. Khi ngồi lái chiếc xe pickup mang đậm chất Mỹ, tôi có cảm giác mình rất là mạnh mẽ, rất là ngầu. Vì ở thời điểm đó, không có nhiều người sử dụng xe Ford Ranger cho mục đích gia đình. Sau 20 năm, Ranger thế hệ mới được thiết kế đồ sộ, hầm hố, cơ bắp và nam tính hơn. Nội thất được thiết kế sang trọng, hiện đại, nhiều trang thiết bị tiện nghi và công nghệ thông minh hỗ trợ người lái hơn. Động cơ rất mạnh mẽ, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Giờ đây, chiếc xe không còn đơn thuần là phương tiện di chuyển, mà nó còn là người bạn đồng hành tin cậy, mang lại nhiều cảm giác thú vị trong cuộc sống. Ngoài mục đích sử dụng xe cá nhân và gia đình, Ford Ranger cũng đã tạo ra một cái trào lưu chơi xe bán tải, văn hóa xe bán tải cho những người ưa thích sự khám phá và chinh phục thử thách để thể hiện bản lĩnh, đam mê và cá tính của mình. Sự thay đổi của Ranger luôn phù hợp với phong cách sống của khách hàng từ quá khứ tới hiện tại. Ford luôn tự hào là thương hiệu kiến tạo văn hóa xe bán tải và xây dựng nền công nghiệp ô tô Việt Nam phát triển cùng thế giới. Xin trân trọng kính mời ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương có đôi lời phát biểu. Trải qua 26 năm hình thành và phát triển, Ford Việt Nam đã có những bước phát triển rất mạnh mẽ trong số các cái doanh nghiệp đầu tư FDI của tỉnh Hải Dương. Thì chúng tôi đánh giá Ford Việt Nam là doanh nghiệp mà dẫn đầu về hiệu quả đầu tư sản xuất kinh doanh. Trong 26 năm qua, Ford Việt Nam đã có những đóng góp hết sức quan trọng cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hải Dương, đặc biệt là đóng góp cho cái sự phát triển cái giá trị sản xuất công nghiệp và đóng góp ngân sách cho tỉnh Hải Dương. Thì chúng
riêng trong giai đoạn 2015 và 2020, Ford Việt Nam đã đóng góp tới 12.500 tỷ, chiếm 14% tổng số thu ngân sách nội địa và 59% cái tổng số thu ngân sách từ các cái FDI. Cùng với đó thì Ford Việt Nam cũng luôn đồng hành với lại chính quyền địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ về phát triển văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường với rất nhiều hoạt động thiết thực. Và ngày hôm nay chúng tôi có mặt ở đây chứng kiến việc hoàn thành và đi vào hoạt động của dây chuyền mở rộng để lắp ráp mô tô Ford tại Hải Dương với cái sản phẩm chính là Ford Ranger. Chúng tôi đánh giá cao sự kiện này của Ford Việt Nam bởi vì dây chuyền nhà máy sản xuất và lắp ráp xe ô tô Ford tại Hải Dương đi vào hoạt động sẽ đóng góp rất tích cực cho sự phát triển kinh tế của tỉnh, đồng thời là tạo thêm những công ăn việc làm cho người lao động tỉnh Hải Dương, cũng như là góp cho cái việc chuyển giao công nghệ về lắp ráp chế tạo ô tô cho cán bộ công nhân kỹ thuật của tỉnh Hải Dương. Về phía địa phương thì chúng tôi cam kết là sẽ tạo những điều kiện thuận lợi nhất về môi trường đầu tư trong khuôn khổ pháp lý để cho Ford Việt Nam tiếp tục mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực hơn nữa cho cái sự nghiệp phát triển của tỉnh Hải Dương cũng như là cái ngành ô tô Việt Nam. Dự án đầu tư mở rộng nhà máy Ford Hải Dương được triển khai từ đầu năm 2020 với tổng vốn đầu tư lên tới hơn 2.000 tỷ đồng. Dự án đặt mục tiêu hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, nâng cao công suất nhà máy và chuẩn bị cho các dòng sản phẩm mới trong tương lai. Cho đến nay, dự án đã hoàn thành xong giai đoạn 1 bao gồm sửa hàn, sửa sơn hoàn toàn mới, nâng cấp dây chuyền sản xuất lắp ráp hoàn thiện và kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu ra. Được trang bị hệ thống robot đa năng với các công nghệ hiện đại đến từ Đức, Mỹ, Nhật Bản, quy trình sản xuất xe Ranger tại Việt Nam được đảm bảo chất lượng cao nhất theo tiêu chuẩn của tập đoàn Ford Motor. Và sau đây xin mời quý vị cùng tham quan nhanh toàn bộ quy trình sản xuất xe Ranger tại nhà máy Ford Hải Dương. Sau đây là phần chia sẻ của ngài Christopher Klein, đại biện lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Xin chào các bạn. I am pleased to join you today to celebrate the expansion of Ford's assembly plant in Haizong province. I would like to thank Mr. Pham Van Zong, Ford Vietnam's managing director, and also Mr. Pham Xuan Thang, the secretary of Haizong province's party committee. The expansion of this state-of-the-art facility is emblematic of the strong U.S.-Vietnam partnership. It represents the flourishing of private sector economic ties between our countries, and it stands as an excellent example of what our countries can do together when our enterprises join forces. I would like to briefly highlight Ford's success and impressive history in Vietnam over the last 26 years. In 1994, when President Clinton ended the trade embargo, Ford was one of a few pioneering U.S. companies that entered the Vietnamese market. In 1995, the same year the United States normalized diplomatic relations with Vietnam, Ford became the first American auto manufacturer to start operations in Vietnam.
in this plant in Aizong. Since then, Ford has played a key role in Vietnam's economic transformation to a dynamic economy, and it has shown a long-term commitment to Vietnam. During my own time here, I have seen on the roads of Vietnam the trust so many Vietnamese people associate with American companies like Ford. And it's a trust that makes my job easier. Ford cars are everywhere. With this expansion, this plant will begin assembling the Ranger light pickup truck, the most popular truck in Vietnam with over 60% market share. In addition to that, continuing assembly of the Ford Transit and EcoSport. It always makes me happy when I see a Ford vehicle on the road in Hanoi. I know it is a quality product driven by a smart consumer. President Biden has emphasized the importance of the United States teaming up with our key partners, including countries like Vietnam, to develop cutting-edge innovations, to ensure resilient supply chains, and to set the standard for technological advances. Lasting investments by U.S. companies like Ford strengthen the U.S.-Vietnam partnership and embody our commitment to a strong, prosperous, and independent Vietnam. The Ford ad campaign from many years ago had the tagline, Ford's out front. And with the expansion of this state-of-the-art facility, those words are truer than ever in Vietnam. Congratulations again to Ford Vietnam on this important occasion, and best wishes for success in the years ahead. Thank you. Hành trình 20 năm của Ford Ranger tại Việt Nam không thể tạo nên nhiều tiếng vang và sự công nhận như vậy nếu không có sự đồng hành của chính cộng đồng những chủ sở hữu xe Ranger. Ford Việt Nam rất tự hào và biết ơn khách hàng của mình, những người đang sống đời sống chất như Ranger, luôn tiên phong và chia sẻ. Xin mời quý vị hãy dõi theo những hình ảnh của các câu lạc bộ xe bán tải trong video sau đây. Ở Việt Nam hiện nay Ford Ranger đang là mẫu xe bán tải được ưu chuộng nhất. Ngoài cái tính năng vận hành rất là bền bỉ, giúp cho cái người chủ sở hữu có thể làm tốt, đảm nhiệm tốt công việc của mình. Ngoài ra thì Ford Ranger cũng đảm nhiệm một cái vai trò rất là quan trọng trong cái cuộc sống tinh thần, đó là đưa chủ nhân đi đến những vùng xa xôi nhất, khó khăn nhất, hiểm trở nhất. Ở đâu khó là có Ranger, và ở đâu được khó đi Ranger sẽ tới. Như chúng tôi đã tham gia vận chuyển với một số lượng hàng thiết bị y tế, dụng cụ y tế trong các cái đợt Covid, và đặc biệt là những thứ cần thiết thiết yếu như yếu phẩm, chuyển tới các miền lũ lụt trong cơn số bão số 6 và cơn bão số 7. Chúng tôi đã vận chuyển đưa hàng lên ủng hộ, giúp các cháu học sinh huyện nghèo, và đặc biệt là một điểm trường bán trú và nội trú thuộc của tỉnh Hà Giang. Chiếc xe bán tải Ford Ranger thực sự đã là cái sợi dây kết nối tất cả những con người có cùng đam mê với nhau. Thì chúng tôi luôn luôn coi rằng chiếc xe bán tải Ford Ranger đó là cái chất kết dính của cái tình đồng đội, tình đoàn kết. Chúng tôi gửi đến cái thông điệp cho tất cả những người đam mê chơi xe bán tải và cộng đồng người chơi xe ô tô địa hình ở Việt Nam nói chung, làm sao lái xe được an toàn, đảm bảo cái giao thông được an toàn trên mọi nẻo đường và sống có ích cho xã hội. Hơn cả một chiếc bán tải phục vụ công việc, Ford Ranger đã và đang trở thành biểu tượng cho những chủ nhân phong cách, đồng thời cũng là người bạn tin cậy, mang lại cảm hứng thú vị trong cuộc sống. Ranger đồng hành cùng mỗi chủ xe trong hành trình khẳng định phong cách sống chất và lan tỏa những điều tốt đẹp tới cộng đồng. Với Ford Ranger, bạn có thể đi bất cứ nơi đâu và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền tổ quốc. Ở đâu có vết bánh Ranger và bước chân của những người chủ xe Ranger, ở đó luôn để lại sự thân thiện, tình yêu thiên nhiên và giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Ford Ranger đã tạo ra một trào lưu chơi xe bán tải, văn hóa xe bán tải cho những người ưa thích sự khám phá và chinh phục thử thách để thể hiện bản lĩnh, đam mê và cá tính của mình.
xin được kính mời ông Phạm Văn Dũng, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam có đôi lời tri ân tới các khách hàng của mình và phát động dự án hoạt động xã hội của Ford Việt Nam phối hợp cùng các câu lạc bộ xe bán tải và các tổ chức phi chính phủ trong năm 2021. Những hình ảnh vừa rồi chỉ là một phần nhỏ trong rất nhiều các hoạt động mà Ford Việt Nam cùng với cộng đồng thử xe đã thực hiện tại Việt Nam. Ford có lẽ là một trong những thương hiệu hạnh phúc nhất vì chúng tôi có cái triết lý về sản phẩm, triết lý kinh doanh phù hợp với cái phong cách sống, với cái triết lý sống của cộng đồng chủ xe Ranger tại thị trường Việt Nam. Và trong suốt 20 năm qua, cái sự hòa quyện về triết lý sống, triết lý kinh doanh nó đã là một, và ta có rất nhiều các điểm chung để có thể đóng góp tốt nhất cho cộng đồng. Trong buổi lễ đánh dấu cột mốc kỷ niệm 20 năm Ford Ranger hôm nay, Ford Việt Nam cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam xin trao tặng kỷ niệm chương anh hùng cộng đồng như một lời cảm ơn chân thành nhất gửi tới cộng đồng chủ xe Ranger trên toàn quốc, đặc biệt là câu lạc bộ bán tải Việt Nam, câu lạc bộ bán tải và những người bạn, và câu lạc bộ xe bán tải thành phố Đà Nẵng. Cũng nhân sự kiện ngày hôm nay, tôi xin chính thức công bố hợp tác liên minh giữa Ford Việt Nam với các câu lạc bộ bán tải ba miền và các tổ chức phi chính phủ trong năm 2021 để chung tay hành động vì những thành phố đáng sống. Cụ thể, dự án sẽ bao gồm sáng kiến thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng không gian cộng đồng cũng như cải thiện đời sống cho người lao động tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, như quản lý hệ thống nước sạch, kiến tạo sân chơi trẻ em và không gian công cộng, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn do tác động của Covid. Hy vọng cùng nhau chúng ta sẽ tiếp tục kiến tạo và lan tỏa các giá trị tốt đẹp tới cộng đồng. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn Ford đã đồng hành cùng người dân Việt cũng như tất cả anh em chơi xe bán tải Ford trên cả nước. Chúng tôi nguyện góp chút sức lực của mình để giúp cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, cuộc sống ngày càng hoàn thiện hơn. Đại diện cho cộng đồng những người sử dụng và chơi xe Ford Ranger tại Việt Nam, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Ford Việt Nam trong những chương trình thiện nguyện, là những điều tốt hơn nữa, có ích hơn nữa cho cộng đồng. Xin cảm ơn. Vì những thành phố đáng sống. Vì những thành phố đáng sống. Vì những thành phố đáng sống. Chương trình kỷ niệm 20 năm Ford Ranger tại Việt Nam đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Một lần nữa, Ford Việt Nam xin cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn đã dành cho thương hiệu Ford nói chung và sản phẩm Ford Ranger nói riêng. Chia sẻ phô, Ranger vươn vai và bẻ lái phô.